Này, tiến hành làm vẹ một cây cổ điển tiên lão. Này, bắt đầu là sửa lại. Làm lại phần vẹ. Này cái đoạn này xin chào tất cả anh em, chào tất cả mọi người yêu mến bonsai trên cả nước. Hôm nay bắt đầu tôi quay vào xử lý cái cây này. Thứ nhất là triển khai để làm một cái bệ đá, và hai nữa là tôn tạo lại cái phần bệ. Cây này phần thân thì rất đẹp đấy, nhưng cái bệ thì nó hơi rách, là mình sẽ làm sao để cái bệ này nó bệ vệ ra, và hai nữa là nó chan được cái bệ ra và nó tạo ra những cái nét về hang động. Cái thân này rất đẹp, với hai này chỉnh chu lại tất cả cành cuộn cây này. Sau đây bonsai Châu Giang xin mời tất cả anh em yêu mến bonsai trên cả nước tiếp tục đồng hành với bonsai Châu Giang để thao tác một cái triển khai cái tác phẩm này khi hoàn tất. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Đấy, đang ghép một con tử đấy, rất đẹp luôn. Ui giời, đặt con tử vào phát nó đẹp ngay. Thank you.
Đưa con tử vào rất là sáng suốt và rất đẹp. Gì? Mấy nay thời tiết rất là đẹp, mấy thầy trò lại lôi cây đại lão giữa quên cổ điền tiên não này ra để nằm đá và ký thêm một số con tử.
Rất đẹp. Hầm hố vẻ vẻ quá. Để có được một tác phẩm đẹp đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức. Rất đẹp. Nắm hang động nó mới đẹp. Mai mới lục cái này đi. Cái bữa đấy kéo em mang cái này lên. Thank you.
nay đã là bước sang ngày thứ 4. Gần như bắt đầu hoàn thiện. Đây là nghệ nhân đá. Đã gần như hoàn thiện để đi vào trau chuốt. Hôm nay qua 4 ngày, mấy thầy trò gần như là hôm nay nó là kết thúc sang buổi thứ 5. Mấy thầy trò làm đá một cây, lên đá. Đã làm thực thay đổi được hiện trạng của một cái cây xanh. Buổi nay đây là xong. Xin bonsai Châu Giang gửi tới lời chào tới tất cả anh em yêu cây trên cả nước. Sau hôm nay là buổi thứ 4, mấy thầy trò mình phải làm cây của nhà để gửi tới tất cả mọi người. Này lên đá này và trau chuốt lại bông cành một cây xanh Nam Điền rất là ghê. Đang hoàn thiện bắt đầu gửi tới tất cả anh em. Vẫn phải mất buổi này nữa. Đưa luôn này, đánh luôn đi. Nó mày ra mày chỉ cho nó. Xin chào.
con là dễ trắng rồi, sạch sẽ. Cành trong nó cũng rất dịp, đẹp. Xin chào tất cả anh em yêu mến bonsai trên cả nước. Qua 5 ngày, mấy thầy trò của bonsai Châu Giang lại tiến hành làm mấy cây của nhà. Tranh thủ thời tiết đang rất đẹp, mình muốn gửi tới tất cả anh em. Đây là một cái xanh lá nhỏ Lam Điền. Mình anh em đã theo dõi ngay từ bước đầu. Hơi đuối và phần bẹ một tí chút. Nay mình đã đưa được một số tử và làm đá lên. Cái này đã hoàn thiện sau 5 ngày, muốn gửi tới tất cả mọi người yêu mến bonsai trên cả nước để quan tâm và cùng chiêm ngưỡng những tác phẩm mới. Rất đẹp. Cái này mình đã làm tới nay đã thì tầm gần chục năm. Được một cái bộ tay cành rất đẹp. Thân pháp. Rất đẹp, với những cái bệ đá rất gân guốc, phù hợp với những cái thân. Tôi đã phối hợp kết hợp rất là nhịp nhàng đối với những cái bệ và đưa những con tử thêm vào, rất hài hòa. Muốn gửi tới tất cả mọi người yêu mến bonsai để chiêm ngưỡng và đóng góp ý kiến. Cái này tương đối là to. Bonsai Châu Giang lại xin chào tất cả anh em yêu mến bonsai trên cả nước. Qua 6 ngày tôi đã cùng anh em đã lên một cái bệ đá của cái cây xanh cổ điển tiên não này. Cái này đã hoàn thiện, muốn gửi tới tất cả anh em để chiêm ngưỡng và tham gia đóng góp. Cái này được chất xanh Lam Điền và tôi đã kết hợp làm những cái bộ đá rất là hài hòa. Đấy, để tạo tác ra những cái cây nó cả cảm tưởng nó hòa nhập giữa cái đá và cái cây rất phù hợp. Hôm nay là ngày thứ 6 để bắt đầu trau chuốt để xử lý gửi tới tất cả mọi người yêu mến bonsai cả nước để cùng đồng hành theo dõi và đóng góp ý kiến cho bonsai Châu Giang. Xin chúc mọi người một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Cảm ơn tất cả mọi người.